Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh H Channel. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho tất cả các anh em một phụ kiện vô cùng tiện lợi, đó chính là tai nghe Bluetooth Leo 7. Ngon. Ok, thì đây là sản phẩm khi các bạn mua về. Thì ở trên mặt sản phẩm thì cái nắp lưng này nó đã được bo tròn. Ở phía sau thì nó sẽ có một cái số thông số kỹ thuật, các bạn có thể đọc và tìm hiểu ở đây, như là thời gian sử dụng, thời gian nghe nhạc sẽ bao nhiêu giờ, thời gian sạc bao nhiêu giờ, tất cả thông số nó để ở đây ha. Thì mình cũng sẽ nói sơ là thời gian sạc là khoảng 1 tiếng rưỡi, và thời gian chờ và sử dụng là 160 giờ. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là khui hộp của cái tai nghe Bluetooth này. Thì ở bên một góc bên đây nó sẽ có là một cái tem, các bạn dở lên nè. Đó, các bạn dở lên thì các bạn sẽ giật ra. Đó, nó sẽ có một cái dây sạc đây, một dây sạc micro, dây cáp micro ở đây. Với đây là một cái tai nghe mình dở ra. Đó, dở cái tai nghe này ra. Tai nghe đó đây. Đây, đó, tai nghe này. Nó khá là mỏng và nhẹ. Nó khá là mỏng luôn, các bạn thấy không? Nó rất là tiện lợi khi các bạn giống như các bạn có thể bỏ túi áo hoặc túi quần đi làm, đi chơi đâu đó nhét vào, và không có phải là bị giống như là một số tai nghe headphone mà Bluetooth mà không dây, nhưng mà nó không dây về nó dính với điện thoại, nhưng mà nó vẫn có những cái rong ri khiến các bạn dễ bị rối. Ở đây thì nó sẽ có cái chỗ sạc, mình sẽ gỡ ra. Đó, đây là cái lỗ sạc nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể gắm vào sạc ở đây ha. Rồi, ở bên đây thì nó có hai cái nút, một cái nút là nút mở nguồn, một cái nút là nút âm lượng lớn nhỏ. Ở bên đây thì nó có cái nhãn hiệu Leo ấy. Đó, mình đeo vô. Còn bây giờ mình sẽ mở lên sử dụng thử cho các bạn coi. Đây là nút nguồn. Thì khi các bạn đầu tiên, các bạn mở Bluetooth ở trên điện thoại của mình, sau đó các bạn nhấn giữ để mở headphone, cái tai phone Bluetooth. Rồi khi các bạn mở rồi, nó sẽ hiện lên cái tiếng là power on hoặc là đèn, và lúc này bạn cũng phải giữ luôn, giữ để chớp đỏ. Chớp đỏ như thế này thì nó mới hiện giờ được Bluetooth nha. Đó, nó phải chớp đỏ như thế này. Đây, các bạn thấy không? Khi chớp đỏ thì mình sẽ hiện được cái, khi các bạn chớp đỏ thì các bạn sẽ hiện lên được cái thiết bị kết nối với điện thoại đây, Leo 7. Đó, và nhớ là phải giữ thì nó mới cho phép dò tìm được Bluetooth. Rồi, đó, và mình đã kết nối nè. Xong, khi kết nối thì các bạn bỏ ra, đã kết nối được ha. Và khi kết nối thì mình sẽ có những cái tính năng như thế nào? Đầu tiên là nghe gọi được. Nghe gọi các bạn gọi bình thường thôi như một tai phone, nhưng mà các bạn khi nghe nhạc, đây mình sẽ ví dụ mình nghe nhạc thử cho các bạn ha. Nghe nhạc kinh dinh đi. Rồi, mình sẽ mở bài này ra. Đó, không. Đây, mình sẽ mở lớn, không biết âm thanh có nghe được không, nhưng mà đó, mình sẽ để gần mình để cho mấy bạn nghe. Đó, cái âm thanh của nó rất là lớn, và các bạn có thể nhỏ lại tùy chỉnh theo các bạn ha. Đây là mình đang sử dụng âm thanh trên cái tai nghe Bluetooth, chứ không phải sử dụng âm thanh trên điện thoại nha các bạn. Đó, và nếu các bạn, khi các bạn nhấp một cái là nó sẽ bâu bài nhạc lại. Đây, mình sẽ nhấp lại cho các bạn thấy nha. Nhấp cái nó sẽ bâu lại. Đó, nhấp một cái nó sẽ lại. Các bạn thấy ha. Ngoài ra, nếu các bạn nhấp hai cái nó sẽ là chuyển đến cuộc gọi gần nhất và mới nhất của các bạn. Đây, khi mình nhấp hai cái sẽ chuyển đến cuộc gọi gần nhất của bạn. Đây, nó hiện lên là đang kết nối nghe bằng tai nghe Bluetooth Leo 7 và cuộc gọi gần nhất. Đó, nhấp một cái nó sẽ tắt và nó tiếp tục nghe nhạc. Đó. Một cái tai nghe mà mình có thể nói là rất là tiện lợi, với một cái là mỏng, nhẹ và giá thành cũng không có quá cao để sử dụng. Thì mình nghĩ đây là một cái thiết bị mà cũng các bạn cũng nên sử dụng vì nó rất là tiện lợi. Ok, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một cái tai nghe Bluetooth Leo 7 thích hợp cho các bạn sử dụng trong một cái tai nghe headphone mà Bluetooth. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở trang web là H5 Mobile, hoặc là có thể nhấp vào đường link ở phía dưới mình để. Ngoài ra, nếu các bạn thấy hay, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube H Channel. Xin cảm ơn.